làm gì vậy? Sao chặt bỏ, tự nhiên anh cầm cũng chết chặt bỏ ông ơi. Chứ có thấy trái đâu rồi, để tùm lum hết trơn luôn. Trời ơi, lúc trước trái nhóc ăn thấy không? Bây giờ không có trái nữa thì chặt. Bông ra nhóc hết trơn vậy mà là không trái. À, thì ai mượn lúc trước trồng trong chậu có trái không chịu trồng, giờ trồng dưới đất thấy không có trái. À, cái chậu nó nè, cái chậu có bé lớn nè. Mà để cây táo như vậy sao chịu nổi? Tao phải đem xuống đất chứ. Có trái. Anh đang trong, anh đang dưỡng cây á. Nè em thấy không, nó đang cái tược nè, bông quá cả bông không đi, chừng nào có trái tính còn có trái anh chặt bỏ nghe. Nè anh nói em nghe nè, cái này là nó đang sung nè, cắt cắt cái tược rồi nè ha, là nó bung ra vậy nè, bắt đầu nó ra bông nè. Nha, rồi anh làm cho nó có trái cho em coi nè. Nè em cầm cái này đi, anh lấy dao anh làm cho nó có trái cho coi nè. Nè em quay lại cái góc nè, anh chỉ cho coi nè. Cái cây này á, bây giờ á, là nó đang sung, mình đang dưỡng cái cây ha. Muốn giờ cây táo mà nó có trái á, là mình phải phanh vỏ ở đây nè. Như cái cây nhánh này nó còn nhỏ nè, mình phanh đây một cái nè. Phanh đây một cái nè. Hoặc là phanh lát này nè. Nha, là nó mới đậu trái được. Tại vì cái lá này á, là nó quang hợp, biết không? Cái chất dinh dưỡng nó tạo thành chất dinh dưỡng đi ngược xuống gốc. Nó rồi cái gốc đó, nó hút cái chất dinh dưỡng đi ngược cái lên, là nó cái mấy nhánh nó sung nè. Ví dụ em quay qua đây nè, nè nó mập mập vậy không nè, là nó không đậu trái được đâu. Còn mấy con kiến này nè, là nó thụ phấn cho qua nè, không nhưng mà mình phải phanh vỏ, phanh vỏ thì cái táo mới có trái được. Nè quay sát cái anh phanh vỏ cho coi nè, đi vô đây lát ông đánh thấy bà luôn. Không đánh thì không có trái, em chặt bỏ gắng chịu. Mình kê cái gốc lên nè, chừng khoảng gan hơn nè, là mình phanh vỏ nó lại nghe. Nhiều người trồng á, người ta nhắn, người ta hỏi anh á, sao mà không có trái, bông nhóc luôn mà không đậu trái, không biết phanh vỏ á, lấy gì mà đậu trái. Cây táo không phanh vỏ, dù cho nó lớn cỡ nào cũng phải phanh vỏ hết á. Vậy là bữa giờ anh dưỡng hả? Ừ, anh đang dưỡng cái cây á, chứ em không phát hiện, em chặt luôn rồi chết bà rồi. Chứ em đâu biết đâu, thấy tùm lum hết trơn, định chặt bỏ. Mình cắt một lần nè, rồi khoảng 1cm nữa mình cắt một lần nữa, rồi mình tạo cái vỏ nó bỏ. Là một thời gian nó sẽ đậu trái nha. Cho thời gian là mấy con ong con bướm nó thụ phấn cho cái hoa, là nó sẽ đậu trái thôi. Có một số nơi á, là người ta xiết, người ta lấy dây kẽm á, người ta xiết, người ta xiết, người ta không có phanh vỏ như mình vậy đâu. Chứ em thấy nó tùm quá, nó chặt qua mấy cây bơ người ta gần có trái. Ta đang dưỡng cây đó, ăn trái thời gian rồi là phải dưỡng cây, dưỡng cây xong rồi đó nó mới cắt tỉa cành, tỉa cành 15 đến 20 ngày sau á là nó phanh vỏ vậy nè, là bắt đầu nó sẽ đậu trái, biết không? Đậu trái xong rồi á là một tuần phải bón phân một lần. Chứ bữa có mấy tháng nó lên trái ăn ngọt ngay rồi, giờ trời mưa rồi, mấy tháng mà chưa có thấy nè. Cây tơ rồi lúc đó là cắt ra nó đậu liền. Em thấy lên trùm trùm quá trời trái luôn, còn này thấy cũng mấy tháng rồi không thấy trái, nên em định chặt kêu trồng cây khác. Mình ấy là phải khoanh vỏ vậy nè. Đó, như cây này là mình chừa ra ba cái chỗ khoanh vỏ ha, khoanh đây điểm nè, rồi lát mình kêu khoanh hai điểm nữa. Vậy mà đó giờ em không biết. Nhiều người trồng táo cũng vậy, mua táo về trồng không có biết đâu, cứ mua về là trồng thôi, không có biết là ấy đâu. Nó ra đợt đầu nó có trái rồi, mấy đợt sau rồi hết trái luôn, bông nhóc luôn, không có trái rồi xong cái chặt bỏ nha em vậy đó. Tại em thấy mận ra nhóc hết trơn rồi, thấy nó tùm kế cây mận, em sợ nó. Cây mận không có cần phanh vỏ thấy không? Nó chiếm, em sợ nó chiếm diện tích cây mận rồi, không có trái cây mận nữa, uổng, ăn nó ngọt quá nè. Nhiều người nhắn tin cho anh cũng hỏi vậy đó, mấy cái cô bán đậu vỏ cũng vậy, gặp đi chợ là cũng hỏi. Bữa nay sao rồi, thời tiết nóng được quá, nó không có nắng mà nóng quá trời nóng luôn. Bởi vì nóng cái gì bực bội, định chặt nó bỏ luôn. Trời ơi, công kỹ mình trồng bao lâu nay. Nè, với hai cái nhánh này nè, một á là mình phanh dưới này, hai á là mình phanh, hai phanh thì phanh đây. Nha. Còn mà mấy nhánh lớn ví dụ mà nó to vậy á là phải phanh đây một cái, có cái ngắt cái chất dinh dưỡng á.
À, vậy anh khoanh một một cái nữa nè. Con thấy chú còn chạy không? Còn 5. Khoanh cái này á, mình có một số người á là ta trồng trong chậu thì như một cái chậu phải lớn, chứ cái chậu mình nhỏ quá là trồng kiểu này là nó không có trái đâu. Đó, mình làm chừng cỡ 1 đến 2 cm vậy nè, cái mình cắt cái vỏ nó bỏ đi. Tại bữa đó ra rồi cũng ra bông rồi xong rồi nó cũng ra trái nữa. Còn này nó ra bông rồi xong rồi lâu quá rồi. Em thấy ra bông hoài, em chặt. Đây, cây thấy không? Cái tám này á là cả nước mình á chỗ nào cũng trồng được hết á, từ miền Nam tới miền Bắc luôn. Nó chỉ có chỗ mấy chỗ ngập úng là trồng được thôi, chứ dùng đất mặn vẫn trồng được bình thường. Người ta hả có 50 gốc táo à, mà một năm là thu 200 triệu đó. Dữ vậy. Mà phải phanh vỏ nha. Ở dưới cả già kìa, dưới cả già cũng có cái anh đó anh trồng kìa. Mà anh trồng được 2 công á, mà ảnh nuôi tôm á lỗ cái nhờ táo trả nợ ngân hàng hết luôn á. Dữ. Đó. Rồi em quay sát lại cho ta coi nè. Quay sát lại cho coi nè, thanh nè thấy không? Nè, rồi bên đây nè. Đó, rồi như quay qua mấy cây bên kia đây, anh chỉ vào cái điểm cái khoanh nè. Mấy góc táo bên kia. Thì ra ăn ngọt quá, tưởng đâu đợt này nó hư cây rồi chứ. Nè, như mấy cái này á muốn lấy là khoanh đây nè, cái cây nó ra nè, thấy nó sung vậy không? Là cây này là cái nhánh mẹ nè, anh cắt mấy nhánh này cái nó ra nhánh bự hơn thấy không? Đó, rồi bây giờ mình muốn cho nó đậu trái á, là khoanh ngang đây. Đó, khoanh ngang đây ha. Rồi mấy cây này cũng vậy nè, bông nó có nhóc ở đường nè, nhưng mà chờ nó ra bông nhiều hơn nữa thấy không, chờ ra bông nhiều hơn nữa mình nó khoanh. Đó, mấy cái này nè. Nó không phanh vỏ là không bao giờ đậu trái luôn, người ta thử hết rồi. Nè, như mấy con kiến này á. Nè. Mấy con kiến này á là nó dễ thai riệp sáp luôn. Nó vừa thụ phấn cho cây nhưng mà nó có nó là dễ có riệp sáp lắm. Một thời gian không rắc cái thuốc rễ kiến là nó riệp sáp lên hết luôn. Nè, như mấy nhánh này gọi là mấy nhánh tung nè. Thấy không? Nó ra mập ú vậy nè, là nó sung, nó không bao giờ đậu trái đâu. Mấy cái này sẽ đầu ra bông nè. Mình không phanh vỏ là mấy bông này tự rụng hết. Đó. Nên là mình phải phanh vỏ nó mới được. Nè, thấy không nè. Trái nó nhí vậy nè, là nó rụng hết trơn. Đó. Ừ. Phải phanh vỏ nó mới tập trung, nó ra trái nó đậu được. Nên là mấy này phải phanh vỏ hết. Cây này phanh vỏ luôn nha con nè. Rồi vậy. Cái này là cây măng tây nha, cắt bỏ đi. Giờ bữa lên nhóc à. Tiếng lát nó bò vô lỗ tai cái bà luôn. Bởi vậy ai trồng táo á là phải có kỹ thuật nha, không có kỹ thuật là chặt bỏ trơn luôn, chặt bỏ như vợ em hết á. Ừ.
Trời không biết chơi cúc thấy cây mít không? Cây mít á là ở ngày mùng 5 tháng 5 mà nó không có trái là kêu mấy người lớn tuổi ra lấy dao chặt nó. Mà nó có trái mà thật ra không phải gì đâu. Thật ra là do tạo cái vết thương như giống như cây táo vậy nè. Rồi cái chất dinh dưỡng nó không có đi xuống gốc được. Giống như cái cầm hương mà có cái cây mà nó có bị sét đánh thì dễ tạo cầm vậy đó. Ba mối qua nhà muốn chặt cây nào nói anh nha. Rồi. Để về là bắt cuối quýnh hai cây á. Vậy chứ anh bận đi suốt tùm lum hết. Em thấy ấy, nó gai gốc rồi tùm lum, sợ con nó ra trúng. Rồi sợ nó dướng cây táo, sợ nó dướng cây mận, cây bơ nữa. Đó, thấy không? Mình sẽ tạo cái vết giống như tạo vết thương cho nó vậy. Cái, rồi có bó gì lại không? Không, không có bó gì hết, tự động nó liền lại không? Đó. Cái khi nào mà đậu trái á, mình sẽ làm một cái video nữa để chia sẻ. Thôi mình sẽ chừa lại một cây không phanh ha. Mấy cây phanh hết và chừa lại một cây không phanh cho nó như thế nào. Xem chút nữa là vợ mình chặt hết mấy cái cây này rồi. Ôi con bị nhầm nè. Đây là những cây táo mình mới vừa phanh xong ha. Nhà mình trồng được có 5 cây nè. Đây là những cái con bọ chích thúc nè. Mấy anh em xem nè nha. Nhìn thấy ghê chưa?